chiều miêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kia chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đáng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi, chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Còn có sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ, bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình
bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sẻ chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn. Chẳng mong mỗi khi đau nhiều hay khốn khó, sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn chúng ta thật quý biết bao. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sẻ chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng, cần bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đồng thanh và hâm nóng chương trình ngày hôm nay bằng cái kỷ niệm, bằng cái hồi ức và bằng sự trưởng thành thành công trên cuộc trên con đường của mình. Và xin hỏi tập thể lớp 12A1 đây ạ.
Vâng ạ, à, em nhìn thấy các anh các chị giơ tay nhưng mà hô vẫn chưa to ạ. Xin hỏi tập thể lớp 12A1 đâu ạ? Vâng ạ, à, xin hỏi tập thể lớp 12A2 đâu ạ? Em thấy rằng là các anh các chị đúng ngày hôm nay, vâng ạ, à, xin phép quý thầy quý cô là cho chúng em được hòa lại với cái tuổi học sinh ngây thơ và hồn nhiên ạ. Và xin hỏi lớp 12A3 đâu ạ? Vâng ạ, à, hoành tráng nhất rồi đấy ạ. Và xin hỏi lớp 12B1 đang ngồi đâu ạ? Bây giờ B1 là riêng một dãy bàn ở bên ngoài, quá đông rồi ạ. Vâng. Và xin hỏi lớp 12B2 đâu ạ? Vâng ạ, 12B2 có anh Bội là gầy nhất ạ. Kính thưa để quý thầy quý cô cho phép chúng em được hồn nhiên và ngây thơ một chút, được quay lại cái 25 ngày trước ạ. Vâng. Và kính thưa để quý vị khách quý kính thưa toàn thể quan khách thân mến, ngày hôm nay tại ngôi trường Trung học phổ thông Toàn Thành số 3 rất vinh dự cho ban tổ chức hội khóa được chào đón sự diện của toàn thể quý thầy quý cô cùng toàn thể các chị đại diện cho các lớp chúng ta đã hiện diện đông đủ trong ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng ổn định để chương trình được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý thầy quý cô, một giây phút rất là xúc động, tràn ngập niềm vui trong ngày hôm nay tại ngôi trường Trung học phổ thông Toàn Thành số 3. Ban tổ chức cùng toàn thể các anh các chị đại diện cho các tập thể lớp được gặp lại toàn thể quý thầy quý cô, những gương mặt rất là thân quen rạng ngời trên môi, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức ùa về. Và trong không khí tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép MC Hoàng Dương, Thu Thủy xin được lồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy, quý cô cùng toàn thể các bạn kiều sinh niên khóa 1999-2002 về dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 25 ngày xa trường niên khóa 1999-2002 trường Trung học phổ thông Toàn Thành số 3 Bắc Ninh, nơi chấp cánh ước mơ ngày hôm nay. Cùng toàn thể các bạn, muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, lời hát đầu xin hát về trường cũ, một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ, sân trường đêm rụng xuống trái vàng đêm, lối nhớ đầu anh nhớ về em, lối nhớ trong tim em nhớ về với mẹ, lối nhớ chẳng bao giờ nhớ thế, bạn còn nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Và toàn thể quý thầy, quý cô và toàn thể các anh các chị, chúng ta vừa được lắng nghe một đoạn thơ đến từ MC Thu Thúy, một thành viên lớp 12A2 trong ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay, MC tin chắc rằng toàn thể quý thầy, quý cô và toàn thể các anh các chị rất nhiều các cảm xúc, rất nhiều các cảm xúc vui, trang trọng và bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Và ngay sau đây, để ôn lại những kỷ niệm vui buồn ngày xưa, kỷ niệm thời học sinh và cách đây 25, toàn thể các anh các chị mới được trở lại mái trường thân yêu, được gặp lại toàn thể quý thầy, quý cô. Và để cùng tri ân toàn thể quý thầy, quý cô trong ngày hôm nay và tạo lên một không khí chan hòa, tràn ngập niềm vui, thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý thầy, quý cô, toàn thể các anh các chị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để đến với chương trình nghệ thuật chào mừng. Chương trình văn nghệ xin được chính thức được bắt đầu. Và xin giới thiệu với các thầy, các cô, buổi chương trình văn nghệ chào mừng với cái chủ đề về lại trường xưa ngày hôm nay sẽ gồm các ca khúc bài ca Người giáo viên nhân dân sáng tác Hoàng Vân, thể hiện Thu Huyền, điệp khúc Mùa xuân sáng tác Quốc Súng, thể hiện Tốp Lữ, mong ước kỷ niệm xưa sáng tác Xuân Phương, thể hiện Tuấn Thịnh, trên cung trường rộn ràng tiếng ca sáng tác Ngô Quốc Tĩnh, thể hiện Tuấn Thịnh, Thu Huyền, người thầy sáng tác Nhất Huy, thể hiện Thanh Tân, non nước hữu tình sáng tác Thanh Sơn, thể hiện Ngọc Hoan, Phượng Hồng sáng tác Vũ Hoàng, thể hiện Tuấn Thịnh. Xin mời các thầy cô cùng các bạn chú ý đón nghe. Và trước khi chương trình nghệ thuật được chào mừng toàn thể quý thầy quý cô, các anh các chị trong ngày hôm nay, thì em rất mong rằng toàn thể các anh các chị chúng ta sẽ cùng xích lại gần nhau hơn và cùng gửi tới toàn thể quý thầy quý cô của mình trong ngày hôm nay những tràng vỗ tay thật lồng nhiệt được không ạ?
Và xin cảm ơn toàn thể các anh chị rất là nhiều. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón những giai điệu thật tuyệt vời, những lời ca tiếng hát về mái trường, về thầy cô, và cùng hòa chung trong không khí tràn ngập niềm vui ngày hôm nay với chương trình nghệ thuật chào mừng. Xin chính thức được bắt đầu. Là bài thơ còn hoài trong
trời mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường.
sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ ai quên ngón đỏ xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao buồn lá rơi, thấy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa dần đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá buộc thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn đời. Vâng, ngài quý thầy cô cùng các chị có thể cho em chặt đôi tay được không ạ? Trong tâm trí của các chị rất nhiều các cảm xúc khác nhau, vui, trang trọng, tràn ngập niềm vui, và đặc biệt là bao nhiêu kỷ niệm ùa về tại ngôi trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3. Và với nhạc phẩm Mong ước kỷ niệm xưa thì xin mời tập thể các chị chúng ta có thể đứng dậy và gần các thầy các cô hơn được không ạ?
được không ạ? Vâng ạ, xin mời toàn thể các anh các chị. Chúng ta sẽ gần với các thầy các cô hơn, hòa chung với không khí nhạc phẩm mong ước xưa trong ngày hôm nay. Và em rất mong rằng các anh các chị chúng ta không ngồi tại vị trí mà chúng ta di chuyển lên gần sân khấu một chút, gần các thầy các cô hơn. Và chúng ta cùng cảm ơn quý thầy quý cô, tri ân ngày hôm nay một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Với nhạc phẩm mong ước kỷ niệm xưa, và một ca khúc rất là hay về tuổi học trò. Vâng ạ, các anh lên sân khấu cũng được ạ, cứ hòa chung với ca khúc ngày hôm nay để thật vui ạ. Vâng, giai điệu mong ước kỷ niệm xưa rất tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời các anh chị giơ lên những cái tay của mình đúng không ạ? Cái tay của mình đâu ạ? Rất xúc động đúng không ạ? Em phải nói rằng thật sự thấy khóa của mình ngày hôm nay thì em xin phép là được
đại diện thay lời muốn nói của tất cả các anh các chị trong ngày hôm nay xin được tri ân và gửi tới tất cả quý thầy quý cô lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Và tất cả các anh các chị, ngày hôm nay thì em muốn không khí nó sôi động hơn một chút ạ. Anh ơi, à nhỏ nhẹ một chút ạ, sôi động hơn một chút, và tất cả các anh các chị chúng ta sẽ cùng dành tặng cho nhau những lời tri ân sâu sắc nhất, những lời cảm ơn chân thành nhất và những lời chia sẻ thật hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Và em tin chắc rằng trong tâm trí của toàn thể các anh các chị chúng ta rất nhiều cảm xúc bồi hồi trong ngày hôm nay. Và để tạo nên không khí tại ngôi trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3, ngôi trường thân yêu của các anh các chị cách đây 20 năm, em tin chắc rằng bây giờ có thể khác, khang trang và đổi mới rất là nhiều. Nhưng trong tâm trí của các anh các chị vẫn là ngôi trường xưa, với mái trường xưa, với bàn xưa, bạn xưa và nhiều kỷ niệm rất là xưa đục ồ về trong ngày hôm nay. Và tất cả các chị chúng ta sẽ dành tặng cho nhau những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt với chương trình này ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và xin được trân trọng kính mời tất cả các chị chúng ta sẽ cùng di chuyển tới các bàn tiệc trà trong ngày hôm nay để chương trình sẽ được bắt đầu. Vâng. À, dạ vâng ạ. Xin kính chào toàn thể các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn. Sau 20 năm xa cách thì quả thật ngày hôm nay lần đầu tiên được đứng trên một cái sân khấu lớn như thế này, lần đầu tiên được đứng bên cạnh MC rất là duyên dáng của chúng ta ngày hôm nay, thật là vui vẻ và thật là ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Và vừa rồi chị Thu Thí, một thành viên của lớp 12A2, chắc chắn rằng là với lời phát biểu của chị thì rất nhiều cảm xúc giống tập thể các anh các chị trong ngày hôm nay, được gặp lại tập thể quý thầy quý cô thân yêu của mình và được trở lại ngôi trường thân yêu sau 20 năm xa cách, chắc chắn khác rất là nhiều. Nhưng mà em tin chắc rằng trong tâm trí của các chị về hình ảnh ngôi trường rất là đáng trân trọng. Hình ảnh của tập thể quý thầy quý cô gặp lại trong ngày hôm nay, những nụ cười thân quen, chắc chắn rằng bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong lòng tập thể các anh các chị trong ngày hôm nay là một hồi ức rất là đẹp ạ. Chân dồn than trên đường gần biển xa, đời bao chiến tan vào một nước xung ngoài xa trên không buồn ca, đường tinh quang say xóa quân tù hoàng dân lao cùng nhau lập chiến thù thì nhân gian chiến. Mời các quý vị đại biểu các bạn học sinh chúng ta an toàn. Mừng 8:30, 8:45 chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 8:45 đến 9:15 phóng sự trở về ký ức. Phát biểu chào mừng hiệu trưởng nhà trường đương nhiệm phát biểu. Từ 9:15 đến 10:00 trao quà lưu niệm cho nhà trường. Đại diện thầy cô phát biểu chia sẻ cảm nghĩ. Đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng tri ân thầy cô. Từ 10:00 đến 10:15 tặng hoa tri ân thầy cô. 10:15 đến 10:45 chụp ảnh lưu niệm toàn khóa. 10:45, 11:30 chụp ảnh lưu niệm các lớp. Chụp ảnh lưu niệm các lớp thì chúng ta sẽ phân bổ về 5 lớp mà chúng tôi đã có bố trí và trang trí 5 lớp, 5 phòng riêng, sau đó là sẽ mời các bạn từng lớp và từng phòng riêng. Từ 11:30 đến 13:00 kính mời các vị đại biểu và các bạn chúng ta dùng tiệc và giao lưu văn nghệ. Trên đây là nội dung chương trình của lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường liên khóa 1999-2002. Chúc toàn thể quý thầy cô, các bạn học sinh mạnh khỏe và thành đạt. Chúc lễ kỷ niệm chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, trong sắc nắng của những ngày cuối tháng 4, khi tiếng ve kêu, phượng nở, hè sang báo hiệu những khoảnh khắc của những cô cậu học trò sắp phải chia tay với mái trường dấu yêu của mình. Còn đối với chúng em, những cựu học sinh khóa 1999-2002, sau bao ngày tháng hồi hộp, mong chờ thì ngày sum họp cũng đã đến. Trong giờ phút này, ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp lại các thầy, các cô, được gặp lại bạn bè và được nhìn lại mái trường xưa. Lời đầu tiên,
cho phép em thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1999-2002 xin kính gửi đến quý thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho mái trường Thuận Thành số 3 ngày càng khang trang, phát triển. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, vậy là 20 năm đã trôi qua kể từ ngày khóa học sinh 1999-2002 tạm biệt ngôi trường Thuận Thành số 3 thân yêu để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em như đàn chim tung cánh, mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng với bao bộn bề, lo toan, thường nhật. Hôm nay, trở lại mái trường xưa sau 20 năm xa cách, trong mỗi chúng em vẫn còn vẹn nguyên những cảm giác lâng lâng khó tả. Bao kỷ niệm thời cắp sách đến trường cứ ùa về. Những cô cậu học trò nhút nhát năm nào đều đã trưởng thành. Có bạn là kỹ sư, bác sĩ hay doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, có nhiều bạn đang tiếp nối các thầy, các cô đứng trên bục giảng tận tụy dìu dắt thế hệ tương lai. Những thành tích đó, niềm tự hào đó, chúng em xin kính tặng quý thầy, cô với niềm tri ân sâu sắc. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, 20 năm trôi qua thật nhanh, nhưng những ký ức của tuổi học trò vẫn vẹn nguyên trong tâm hồn của mỗi chúng em. Trở lại mái trường xưa, tìm lại kỷ niệm một thời dấu yêu, chúng em càng biết ơn các thầy giáo, cô giáo, biết ơn những năm tháng được sống, được học tập dưới mái trường này. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng em luôn luôn trân trọng những bài giảng của thầy, lời dạy của cô và những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Một nhà thơ đã từng viết, giá có thể thêm một lần ngồi học, thương nhớ này theo suốt đến mai sau. Vâng, dù tháng năm cứ trôi đi về đâu, thì ta vẫn nhớ đến mái trường này, nhớ đến các thầy, các cô, bạn bè và ước ao gặp mặt, cùng ôn lại những kỷ niệm một thời học sinh. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, ngày ấy chia tay trong hành trang của mỗi chúng em là hình bóng của thầy, cô và mái trường Thuận Thành số 3 yêu quý, là tình yêu thương tha thiết bạn bè. Hôm nay, 20 năm về lại mái trường xưa, mỗi chúng em không khỏi tự hào khi thấy ngôi trường Thuận Thành số 3 giờ đã khang trang hơn, bề thế hơn. Mong mỏi ngày về hội ngộ, không ít các bạn ở xa đã đến từng ngày để được trở lại mái trường xưa, để được gặp lại các thầy, các cô, bạn bè và ôn lại kỷ niệm một thời áo trắng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bạn bè vừa ngỡ hôm qua. 20 năm cũng thật xa, giờ đây hoảnh lại sắp già còn đâu. Hè này hẹn gặp lại nhau, thầy xưa trường cũ bạn đâu nhớ về. Vâng, lời hẹn ấy hôm nay đã trở thành hiện thực. Trong giây phút xúc động này, các bạn hãy tận dụng thời gian của buổi gặp mặt để hàn huyên, tâm sự, cùng ôn lại những kỷ niệm một thời dấu yêu. Và hãy chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn ở xa không về dự được. Buổi gặp mặt này là một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng trong hành trang của cuộc đời mỗi chúng em. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, mặc dù bận rộn với công việc gia đình, nhưng các thầy, các cô đã quan tâm dành thời gian về tham dự buổi gặp mặt với chúng em hôm nay. Thay mặt tập thể khóa 1999-2002, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, các cô đã dạy dỗ và luôn dõi theo, ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường qua. Xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cuối cùng, thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1999-2002, xin kính chúc quý thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc trường ta ngày càng khang trang, phát triển. Chúc các bạn có một ngày thật vui, thật ý nghĩa sau 20 năm trở về mái trường xưa, và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau với những thành tích mới, niềm vui mới. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường niên khóa 1999-2002 xin được bắt đầu. We'll be right back.
trong không khí sôi động, phấn khởi, tràn đầy khí thế của chương trình kỷ niệm, các bạn cựu học sinh trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3, liên khóa 1999-2002 cùng tề tựu đông đủ về dưới mái trường thân yêu để gặp mặt kỷ niệm nhân dịp 25 ra trường. Thay mặt ban liên lạc và ban tổ chức, xin được nhiệt liệt chào đón toàn thể quý thầy, quý cô và các bạn đã dành thời gian đến dự và chung vui ngày hội khóa hôm nay ạ. Xin thay mặt cho toàn thể các cựu sinh viên học sinh khóa 1999-2002 xin gửi tới quý thầy, quý cô lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp. Thấm thoát đã 20 năm, các bạn học sinh năm 1999-2002 giờ mới có dịp gặp lại đông đủ các thầy giáo, cô giáo kính yêu cùng các bạn học sinh thân thiết thỏa lòng. Xin gửi tới tất cả các bạn cựu học sinh khóa 1999-2002 lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn cùng gia đình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc ạ. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích. Chúc cho tình bạn chúng ta ngày càng gắn bó, bền chặt. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các bạn, khóa học 1999-2002 là khóa đầu tiên của trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3. Trong ký ức của chúng em, ban đầu trường được xây dựng đơn sơ với 5 phòng học, bên cạnh là khu giảm hát cũ và đối diện là trường dân lập. Sau này trường được xây dựng mới tại địa điểm hiện nay chúng ta đang ngồi đây. Kể từ năm ấy, chúng ta chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, rời xa mái trường thân yêu. Nay đã tròn 20 mùa thi và cũng ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống. Với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và cũng không ít thứ phải suy tư. Chúng ta đoàn tụ trong không khí tưng bừng của ngày hôm nay, nhưng cũng có những thầy cô và các bạn đã mãi mãi đi xa, không bao giờ được gặp lại. Chúng ta sẽ mãi mãi khắc tâm và tỏ lòng thành kính. Vâng, đúng là cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn, nhưng có một điều chắc chắn rằng trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng chúng ta một nỗi niềm bồi hồi xúc động. Và cùng trong cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại quý thầy, quý cô, được trở lại mái trường thân yêu thủa nào. Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi gặp mặt chính thức đúng 20 năm xa cách, một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn, cũng để thỏa lòng những tâm tư và tình cảm đó. Đây cũng là lý do chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trong buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ dìu dắt 5 lớp chúng ta trong suốt 2 năm học tại trường. Tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô thân yêu của chúng ta. Về phía trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3, xin được trân trọng và nhiệt liệt chào mừng có sự hiện diện của quý đại biểu thầy Nguyễn Văn Hiếu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Trí Điểm, phó hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có sự hiện diện của thầy Trần Thanh Hồng, phó hiệu trưởng nhà trường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Đình Hưng, phó hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đối với các thầy cô chủ nhiệm, tôi xin được trân trọng và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các thầy cô, thầy Nguyễn Ngọc Thịnh, chủ nhiệm lớp 12A1. Thầy Đỗ Cao Sơn, thầy Nguyễn Văn Quang, chủ nhiệm lớp 12A2. Thầy Nguyễn Ngọc Súng, thầy Nguyễn Như Chiến, chủ nhiệm lớp 12A3.
Vũ Thị Xuân, cô Vũ Thị Hồng Liên, chủ nhiệm lớp B1. Cô Phạm Thị Yến, thầy Vũ Kim Phượng, chủ nhiệm lớp 12B2. Vâng ạ, MC cùng với chị Thu Thúy chỉ giới thiệu diện diện của thầy thôi. Mà quý thầy quý cô thấy rằng là chúng em có dành tình cảm lớn cho quý thầy quý cô không ạ? Rất là lớn đấy ạ. Vâng, 25 cho đến 50 năm cũng không bao giờ quên được công ơn thầy cô ạ. Vâng, không thầy thì đố mày làm nên đấy không ạ? Và ngày hôm nay thì cho chú phép chúng em được tri ân và gửi tới tất cả quý thầy quý cô những lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Vâng. Sau đây xin được giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô giáo bộ môn. Xin được trân trọng giới thiệu của các thầy giáo, cô giáo, thầy Lê Nho Nha, giáo viên môn lịch sử ạ. Thầy Nguyễn Văn Nhật, giáo viên môn văn ạ. Cô Nguyễn Xuân Nam, giáo viên môn toán. Cô Lê Thị Nguyệt, giáo viên môn vật lý ạ. Vâng. Dạ, tiếp theo chương trình thầy Nguyễn Công Việt, giáo viên môn toán ạ. Xin diện của cô Tô Thị Hằng, giáo viên môn thể chất ạ. Thầy Trần Đoàn Nghiệp, giáo viên môn thể chất ạ. Xuyên diện của thầy Phúc Đình Trung, giáo viên môn vật lý ạ. Vâng. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Lý, giáo viên môn văn ạ. Xuyên diện của cô Nguyễn Thị Bắc, giáo viên môn địa lý ạ. Tiếp theo là sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên môn tiếng Anh ạ. Xuyên diện của cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên môn tiếng Anh ạ. Xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Ngọc Mỹ, giáo viên môn giáo dục công dân ạ. Xuyên diện của cô Nguyễn Thị Xuân, giáo viên môn văn ạ. Và rất mong rằng toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để trân trọng chào đón tập thể quý thầy quý cô chung vui với chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhiệt liệt chào đón sự có mặt của hơn 150 thành viên cựu học sinh khóa 1999-2002 từ mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài đã về với mái trường mến yêu ngày hôm nay. Xin được chúc toàn thể các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Về trong mỗi chúng ta trào dâng bao kỷ niệm, những hình ảnh ngày xưa và hình ảnh 20 năm luôn theo chúng ta suốt chặng đường đó. Sau đây xin trân trọng kính mời quý thầy, quý cô và các bạn cựu học sinh khóa 1999-2002 theo dõi một video phóng sự có tựa đề Trở Về Ký Ức do Ban Liên Lạc, Ban Tổ Chức lấy tư liệu và xây dựng. Xin trân trọng kính mời. Chiều nhiều hơi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Xin chào các bạn, mình xin được tự giới thiệu. Mình là Hà Quý Long, phóng viên của Ban Biên tập Liên khóa 1999-2002, là cựu sinh viên của trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3. Hôm nay mình có quay lại ngôi trường xưa để làm một cái tư liệu về một ngôi trường mà chúng ta đã từng học tập và gắn bó rèn luyện sau 20 năm xa cách. Sau đây mình xin được giới thiệu về ngôi trường thân yêu của chúng ta. Xin mời các bạn cùng tham quan ngôi trường của chúng ta.
nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chiều quên trang giấy trắng, giờ gặp lại muốn qua đi thôi. Trong trí nhớ đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chiều yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, khốn khó sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chuyên những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau, tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin, tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sẻ chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn.
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về khu làm việc của nhà trường, của tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên chức của nhà trường, về những khu làm việc được xây dựng rất chi là khang trang, sạch đẹp. Và sau đây mình sẽ giới thiệu về toàn bộ phối cảnh của nhà trường. Mời các bạn theo mình. Đây là toàn bộ phối cảnh tổng thể của trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3, địa chỉ tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nhà trường được xây dựng với cơ sở vật chất và rất chỉ là khang trang, sạch đẹp với cây xanh to cao, bóng mát, tỏa nhiều cho những lúc vui chơi của các em học sinh. Và mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn về những cái thành tích của nhà trường đạt được rất nhiều những thành tích tốt của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng bằng khen cho nhà trường. Đây, mời các bạn cùng theo dõi. Khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ, bạn tôi ấy xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn chúng ta thật quý biết bao. Tên tôi nhé bạn thân hai, có tôi luôn cùng chia sớt, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hai, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không em đêm trôi mãi. Các bạn, chúng ta cùng theo dõi những cái hoạt động của công đoàn của nhà trường Thuận Thành, Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3 chúng ta. Và các bạn cùng theo dõi. Trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu về tập thể cán bộ công nhân viên chức của nhà trường, những giáo viên đã giảng dạy, đã rèn luyện chúng ta để có những bước phát triển đến ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi phóng sự về những tập thể cán bộ công nhân viên chức của nhà trường, những thầy cô giáo đã dạy chúng ta sau những năm học của cấp 3. Và tại vòng truyền thống này thì sẽ không thể thiếu về những kỷ vật, và nhà trường đã được cấp trên tặng để thành những cái lá cờ đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Và các bạn cùng chúng ta cùng chiêm ngưỡng những lá cờ mà của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện đã trao tặng cho nhà trường. Thầy mời em xin nước đi. Vâng, chào thầy ạ. Vâng, em xin được tự giới thiệu. Em là Hà Quý Long của ban biên tập liên khóa 199/2002. Thì hôm nay chúng em có quay lại ngôi trường xưa sau 20 năm xa cách. Trước đây chúng em đã từng học tập và rèn luyện tại ngôi trường thân yêu này. Thì sắp tới chúng em có tổ chức một buổi kỷ niệm 20 năm ra trường của liên khóa 199/2002. Thì chúng em có đến đây để trước mắt là để thăm hỏi thầy cô và ban lãnh đạo nhà trường, và cũng xin được ý kiến chỉ đạo và của nhà trường để cho cái buổi lễ 34 chúng em được diễn ra được tốt đẹp và lành mạnh. Thầy chúc mừng em nhá. Thế thì em quê ở đâu? Dạ em ở nhà, em cũng ngay trường thôi, nhà em ở trong khu sông Hồ. Thế nên cái năm ý là học đây thì thầy cô nào chủ nhiệm? Dạ năm ý là chúng em là
khóa 1999-2012 thì lớp em là có cô Yến và Thiếu Phượng chủ nhiệm ạ. Thế năm ấy là cái khóa mình có đông? Năm ấy khóa chúng em là có 53 bạn thành viên. À thế à? Vâng. 53 bạn? Vâng. À thế à? Vâng. Thì mình mới thành lập phân hiệu của trường đấy nhỉ? Vâng, vâng. Ừ. Chúng em là khóa đầu tiên là cựu sinh viên của trường luôn. À thế à? Vâng. Thế thầy tự giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Chí Điểm. Vâng. Thực ra là thầy trước đây là công tác ở trường Lê Văn Trịnh cơ. Vâng. Mãi sau là 2010 thầy mới về đây. Vâng. Do vậy thực ra cái thời gian thành lập trường là thầy cũng chưa được nắm được. Vâng. Thực ra rất là vui khi mà các em có cái sự kiện này. Vâng. Nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em nhân cái dịp 30 tháng 4 này, ngày nghỉ mấy ngày. Vâng. Thì nhà trường sẽ tạo điều kiện để các em tổ chức sự kiện này tốt nhất. Vâng. Thực ra thầy rất là vui khi mà các em có hoạt động này. Và các em nhớ đến thầy, đến cô, rồi là nhà trường. À. Xin chúc mừng các em, cảm ơn các em. Thầy có thể cho em hỏi thêm một câu hỏi không ạ? Thì chúng em thì đã học tập và xa cách môi trường 20 năm rồi. À, thế à? Thì bây giờ chúng em quay lại môi trường xưa này, thấy nhà trường có rất nhiều thay đổi. Thì thầy có thể cho chúng em biết thêm về những cái thành tựu nhà trường đã đạt được sau 20 năm đến bây giờ không ạ? Em về trường thế nào? Vui chứ? Trường rất là đẹp và khang trang, rất cây xanh là to nhiều lắm rồi. Ngày xưa chúng em học cây vẫn còn bé lắm và không được to và tỏ mắt như bây giờ. Thật ra là các thầy cũng cảm ơn các em, cái khóa 1 rất là tích cực trồng cây và được bây giờ là những cây của các em cả đấy. Thực ra phải trao đổi thêm các em thế này, được cái cơ ngơi này thì các em được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Đào tạo Bắc Ninh và đặc biệt là huyện Thuận Thành cũng rất là quan tâm tạo điều kiện cho giáo dục. Bây giờ các em thấy cơ ngơi này rất là đẹp. Thực ra là các thầy cô cũng trong nhà trường cũng đã tích cực cố gắng để làm tốt cái công tác giáo dục của nhà trường để đưa cái khu vực này làm tốt. Cái thành tích của nhà trường thực ra là đáp ứng được cái tốt cái việc dạy và học của giáo dục của khối trung học phổ thông. Thực ra là mỗi năm bây giờ hiện tại trường ta có 36 lớp. Gần 1.500 học sinh, gần hơn 100 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nhưng mà thực ra cái chất lượng mà trường cũng đang dần được khẳng định. Xin là cảm ơn các em nhé. Thầy. Thôi để buổi tổ chức của nhà trường diễn ra được tốt đẹp thì chúng em xin được cảm ơn thầy đã tạo điều kiện hết sức cho chúng em và cơ sở vật chất và hạ tầng. Chúc thầy và nhà trường cùng toàn thể giáo viên cùng các em học sinh mạnh khỏe và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập trong năm mới. Cảm ơn thầy. Chào các bạn nhé. Xin chào. Sau khi chúng ta đã đi tham quan toàn bộ ngôi trường cấp 3 thân hiệu chúng ta, thì sắp tới vào ngày 30 tháng 4, Liên khóa chúng mình có tổ chức một buổi kỷ niệm họp mặt 25 ra trường. Thì thay mặt ban tổ chức, mình xin được mời tất cả các bạn cựu học sinh Liên khóa 1999-2002 về cùng tham dự buổi họp mặt tri ân thầy cô và bạn bè. Thì rất mong được có mặt sự đông đủ của các bạn để buổi kỷ niệm chúng ta được thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, mình Hà Quý Long, phóng viên ban biên tập 1999-2002. Và trong giây phút trang trọng này đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Hiếu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, lên phát biểu và chia sẻ cảm xúc trong chương trình kỷ niệm. Trân trọng giới thiệu và kính mời thầy ạ. Kính thưa nhà giáo Nguyễn Công Việt, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường, kính thưa các vị khách quý, các thầy trong ban giám hiệu nhà trường, kính thưa các đồng chí nguyên cán bộ, nguyên giáo viên, nhân viên của trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3, các em học sinh của khóa 1, niên khóa 1999-2002 thân yêu. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày lễ chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử, hôm nay khóa đầu tiên của trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3, khóa học 1999-2002 trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm nhân dịp 20 năm ra trường. Thay mặt cho ban giám hiệu, tôi xin gửi tới các quý vị khách quý, các thầy cô giáo và toàn thể các em lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh khóa 1 thân yêu, cách đây 20 năm khóa 1 đã trưởng thành và tốt nghiệp ra trường. Khóa học sinh tách ra từ trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 1, niên khóa 1999-2002 với 5 lớp, 261 học sinh. Trong điều kiện vô vàn khó khăn của thời kỳ đất nước chuyển mình, vắt từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21,
từ những phòng học tạm, khu rạp hát chung với trường dân lập Thiên Đức, thầy và trò nhà trường vẫn hăng hái thi đua, dạy tốt, học tốt, để rồi có rất nhiều học sinh giỏi ghi dấu son vào lịch sử của nhà trường. Khóa học với trên 50% học sinh đỗ đại học, và đây là tỷ lệ rất cao của thời kỳ đó. Khóa 1 đã và mãi là niềm tự hào, là động lực của các thế hệ học sinh nhà trường trên hành trình đi tới xây dựng và phát triển trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3 thân yêu của chúng ta. Kính thưa các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các em, ở thời điểm trang trọng này, lời tri ân đầu tiên tôi xin được thay mặt ban giám hiệu trường gửi tới các nhà giáo, các thầy giáo đã từng làm công tác quản lý dạy học ở nhà trường. Đặc biệt phải kể đến thầy hiệu trưởng của nhà trường, đó là cố nhà giáo Nguyễn Thế Thịnh, thầy phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, nhà giáo Trịnh Đức Khanh, hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, với tầm nhìn chọn đất và tạo tiền đề để xây dựng cơ ngơi hiện tại cho nhà trường từ những viên gạch đầu tiên. Nhà giáo Nguyễn Công Việt, thầy hiệu trưởng mẫu mực, nhiệt thành, góp phần định hình cho sự phát triển của nhà trường, và rất nhiều các nhà giáo tiêu biểu khác đã đóng góp cho sự thành đạt của các thế hệ học sinh, trong đó có học sinh khóa 1. Lời tri ân thứ hai xin dành tặng riêng đến các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên huyện đã và đang công tác, nhất là 26 thầy cô của những năm đầu nhà trường thành lập. Hôm nay các thầy cô có mặt để nhớ lại những năm tháng vô vàn khó khăn mà các thầy cô đã cùng với các em để lại nhiều dấu ấn kỷ niệm. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để có quyền tự hào và khẳng định rằng tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3 vẫn và đã đoàn kết nhất trí vì sự phát triển của nhà trường, để mang trên mình sứ mệnh mà lịch sử đã đặt vào trái tim, tình cảm của chúng ta, cùng nhau xây đắp lòng tin trong nhân dân và con em trên mảnh đất hiếu học Thuận Thành này. Lời cảm ơn xin gửi tới các em, những học sinh của khóa đầu tiên rất tài năng tình nghĩa, vinh quang của nhà giáo hóa thân trong sự thành đạt của học trò. Buổi hội ngộ hôm nay sau 20 năm của các em tại mái trường này với chủ đề nơi chấp cánh ước mơ trong ngày vui gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ra trường đã là minh chứng cho sự thành công trong cuộc đời làm thầy và gắn bó với sự nghiệp giáo dục của các thầy cô nhà trường, nhất là các thầy cô của thời gian đầu trường thành lập phân hiệu và những năm đầu chúng ta có trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các em cựu học sinh khóa 1, 20 năm với phương châm kỷ cương, chất lượng, sáng tạo, nhà trường đã liên tục cố gắng phấn đấu xây dựng và trưởng thành. Đến nay, trường đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Trường lớp ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn. Đội ngũ thầy cô giáo với 90 thầy cô, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, trong đó có rất nhiều các thầy cô giáo giỏi. Chất lượng của nhà trường ngày càng phát triển với tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng rất mạnh từng năm. Các em học sinh của nhà trường không chỉ thông minh mà còn năng động và sáng tạo. Cũng 20 năm đó, thời gian trôi đi thật nhanh nhưng kỷ niệm thì vẫn còn vẹn nguyên mà tươi mới. 20 năm đã trôi qua, hàng cây phía sau của nhà 4 tầng các em trồng vẫn còn tràn căng nhựa sống, đang từng ngày vươn bóng, vươn cao và tỏa bóng mát. 20 năm qua, các em còn nhớ những kỷ niệm mà các em đã được các thầy cô dạy về những bài học làm người dưới mái trường phổ thông Trung học Thuận Thành số 3 trước đây, mà bây giờ là trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3. Cũng ở nơi đây, bằng thành tích học tập rèn luyện của mình, các em đã cống hiến tô thắm truyền thống vẻ vang của trường. Tại mái trường này, các em đã học được cách sống, cách yêu thương, cách mơ ước, cách ra đi trong tự hào và trở về trong thành công. Các em là hiện thân của một thời kỳ gian khó nhưng quyết tâm cao để vượt khó. Trong số các em có người trở thành kỹ sư, nhà doanh nghiệp tài ba, hoặc có người chỉ là người lao động bình thường, nhưng các em luôn tự hào rằng mình đã cùng nhau được học tập, rèn luyện dưới mái trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3.
được sự dìu dắt giúp đỡ của các thầy cô luôn yêu thương, chiều mến. Các em đã làm nên một phần lịch sử của nhà trường, bởi lịch sử đã trao cho các em vinh quang và trách nhiệm cao quý đó. Sau ngày hôm nay, các em sẽ bước tiếp trong cuộc đời, tiếp tục trưởng thành, mang tri thức, niềm tin và hy vọng của các thầy cô vươn xa, đi xa. Ngôi trường cũng như mái nhà thân yêu, nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của các em và cũng luôn chờ đón các em trở về trong tình thầy trò, bạn bè thân thiết mỗi khi có dịp. Mai ngày, trên con đường đầy gian khó, có khi nào nguồn năng lượng sống vơi cạn, hãy đầm sâu trong ký ức hình ảnh về mái trường, thầy cô và bè bạn để có thêm nhựa sống đi tới thành công. Lễ kỷ niệm 20 năm ra trường của các em hôm nay là một sự kiện hết sức có ý nghĩa. Các em hãy nhớ mãi kỷ niệm này để động viên mình trên con đường vinh quang nhưng cũng đầy thử thách đang chờ đón các em phía trước. Các em hãy bước tiếp vào cuộc sống bằng nụ cười, niềm tin và hành trang tri thức mà các thầy cô trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3 đã dành cho các em trước kia, hôm nay và mãi mãi. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt ban giám hiệu một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em luôn tiếp tục thành công, thành đạt và viết tiếp ước mơ của các thầy cô. Chúc lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, để tỏ lòng biết ơn nơi chắp cánh ước mơ, để chúng ta được bay cao, bay xa như ngày hôm nay, xin kính mời đại diện ban tổ chức niên khóa 1999-2002 lên tặng quà cho nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy nhận quà cho nhà trường. Xin được trân trọng kính mời bạn Nguyễn Xuân Sơn, lớp 12A3 lên trao quà cho nhà trường. Vâng, chúng em xin được cảm ơn quý thầy ạ, và xin được cảm ơn anh các chị rất nhiều ạ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các em học sinh khóa 1, có thể nói rằng nhận món quà rất ý nghĩa này. Nó là tấm lòng, là tình cảm của các em gửi về trường, gửi về nơi mà các em đã được nuôi dưỡng những ước mơ và đã trưởng thành nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô. Thì lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban giám hiệu xin được cảm ơn các thầy cô. Trước hết là phải cảm ơn các thầy cô, bởi vì chính sự dạy dỗ của các thầy cô cho nên có thế hệ học sinh khóa 1, và tình cảm của các em như ngày hôm nay là chính bởi từ những cái bài học làm người mà các thầy cô đã dạy dỗ các em. Xin được cảm ơn các em khóa 1 và nhà trường. Nhận bó quà rất là ý nghĩa này sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục để có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, giỏi giang, thành đạt như khóa 1. Xin một lần nữa kính chúc sức khỏe các thầy cô và chúc lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Tình cảm của mình tới toàn thể quý thầy, quý cô và toàn thể các chị học sinh thân yêu khóa 1 của trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3. Và toàn thể các chị, chúng ta còn chờ đợi gì mà không cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy, quý cô ngày hôm nay. Những tràng vỗ tay thật lớn, thật lòng nhiệt và thật tình cảm quý vị ơi. Xin cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Các bạn học sinh khóa 1999-2002 thân mến, hôm nay chúng ta có mặt tại đây, ngôi trường mà cách đây 20 năm chúng ta là những cô cậu trò đang tràn đầy những ước mơ và hoài bão. Ngôi trường đã chắp cánh cho chúng ta bay đến mọi miền của Tổ quốc, vươn ra nhiều nước trên thế giới với hành trang là tri thức trên các lĩnh vực của cuộc sống. Ngày hôm nay quay trở lại trường, chúng ta vô cùng xúc động, bồi hồi, một cảm giác thật hạnh phúc và tự hào. Chúng ta gặp lại hơn 20 thầy cô đã dạy chúng ta, trang bị cho chúng ta những cái tri thức để chúng ta có được như ngày hôm nay. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Xuân, giáo viên dạy bộ môn văn, lên chia sẻ cảm xúc của mình sau 20 năm xa cách. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Hay ý đẹp của mình chấp cánh ước. Vâng ạ, con xin mời cô đứng tại sân khấu ạ. Và xin hỏi các chị là sau 20 năm gặp lại cô Xuân thân yêu của mình với giáo viên môn văn đấy không ạ? Thì quý vị thấy cô vẫn rất trẻ đấy không ạ?
và rất trẻ, rất duyên. Và em ấn tượng với nụ cười của cô đấy ạ. Vâng. Và chắc chắn các chị trong ngày hôm nay đều muốn gửi gắm tình cảm của mình và cảm ơn cô Xuân bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt đúng không quý vị ơi? Và với giây phút rất trang trọng trong ngày hôm nay thì em rất là mong rằng cô có đôi lời phát biểu chia sẻ cái cảm xúc của mình trong chương trình kỷ niệm 25 ngày ra trường. Vâng ạ, xin mời cô ạ. Lời đầu tiên xin được kính chào các thầy cô giáo của trường Thuận Thành 3, các cựu thầy cô đã nghỉ hưu và các thầy cô trong ban lãnh đạo của nhà trường hiện tại, và chào tất cả học sinh của khóa 1999-2002. Có thể nói rằng được trở về ngày hôm nay là một cái niềm vinh dự và hạnh phúc rất lớn của cô cũng như là của các thầy cô đã từng dạy các em 20 năm trước. Trong cái bài phát biểu vừa rồi thì thầy Hiếu đã nói rất là sâu sắc, rất là cảm động và rất là đầy đủ những tình cảm và những tâm tư của các thầy cô đối với khóa học sinh khóa 1 đầu tiên của chúng ta. Và đối với bản thân cô cũng như các thầy cô đã dạy các em, 26 thầy cô bắt đầu lên phân hiệu của Thuận Thành 3 đầu tiên, thì có thể nói rằng những kỷ niệm, những ký ức của những ngày đầu của chúng ta vẫn còn in đậm rất là rõ nét. Cô vẫn nói với học sinh của các lớp chúng ta ngày ấy cô dạy, cô nói rằng là thầy trò chúng ta chính là những viên gạch đầu tiên để đặt nền móng cho trường Thuận Thành 3 từ ngày chúng ta còn học ở trong khu cạnh trường dân lập, tức là khu giảm hát ạ. Và lúc chúng ta mới lên thì cỏ còn ngập lút ống chân, rồi nền lớp thì rất ẩm ướt, những phòng học vẫn còn có những phòng rất là cũ kỹ, thiếu thốn đủ mọi thứ mà chúng ta rời xa trường Thuận Thành 1 đầy đủ vật chất và danh tiếng để chúng ta lên một cái cơ sở hoàn toàn mới, thiếu thốn trăm bề, mọi sự đều rất là có thần, rất là tủi thân. Thế nhưng mà có thể nói là thầy trò của chúng ta đã hết sức cố gắng, từ các thầy trong ban giám hiệu cho đến các thầy cô trẻ mới ra trường cũng như là những thầy cô đã công tác lâu năm đều luôn luôn động viên nhau và động viên các em để chúng ta cùng cố gắng vượt lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện của mình. Thế trong buổi gặp mặt ngày hôm nay thì một lần nữa xin được thay mặt các thầy cô, 26 thầy cô đã dạy dỗ khóa các em, được gửi lời cảm ơn, tấm lòng tri ân của các em đã luôn tưởng nhớ đến thầy cô, biết ơn nhà trường và nhớ những cái năm tháng học trò đầy kỷ niệm sâu sắc. Và cũng xin được kính chúc các thầy cô và toàn thể các em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được những cái ước mơ của mình trong cuộc sống. Vừa mới được nhận lời mời thì trong lòng cô đã có rất là nhiều cảm xúc, và tối hôm qua thì cô cũng làm vội một bài thơ cũng mộc mạc thôi, nhưng mà nó thể hiện những cái tình cảm rất là chân thành của mình. Và cái bài thơ này chưa kịp in, nó cần viết ra một cái tưởng địch. Bài thơ có tên là Ngày Trở Về. Ngày trở về, nước mắt tràn mi, ấm áp vòng tay thầy cô bè bạn. Ngày trở về không gì xa cách, tình thầy trò bè bạn mái trường xưa. 20 năm thấm thoát thoi đưa, những cô cậu học sinh ngây thơ ngày ấy, áo trắng sân trường tưng bừng năm học mới, mắt biết trong khung trời ô cửa sổ, mơ mộng tương lai khát vọng cuối chân trời. Các em lớn lên lựa chọn con đường đời, mỗi người mỗi nghề mà mình yêu thích, mang trong tim lời thầy cô tha thiết, tình quê hương, gia đình, bè bạn tuổi đôi mươi. Cuộc sống dạy ta bao sóng gió buồn vui, những lúc đau buồn, những khi vấp ngã,
hạnh phúc thành công nhiều khi phải trả bằng bao nỗi đau, nước mắt nhọc nhằn. Đến hôm nay hoa đã nở trên đá khô cằn, vượt khó khăn để trở về đoàn tụ. Những lớp học trò của 20 năm trước trưởng thành, vẻ vang, đàng hoàng, vững bước, là chủ nhân của đất nước, quê hương. Tình thầy trò, bạn học mãi vấn vương, là hành trang chúng mình mang theo mãi, luôn nhắc nhở ta một thời trẻ dại, nhưng trong sáng yêu thương, hạnh phúc nhất trên đời. Xin hết ạ. Dạ vâng ạ. Xin mời cô cứ ra sân khấu ạ. Vâng. Tại vì thật sự ngày hôm nay toàn thể quý vị được lắng nghe cái lời chia sẻ rất là thật lòng của mình, và đặc biệt là cùng được nghe một bài thơ. Và em chắc chắn rằng là bài thơ này là cô đã ấp ủ, và đặc biệt là sau khi nhận lời mời của ban tổ chức liên khóa thì cô đã chuẩn bị một món quà tinh thần rất là tuyệt vời, một bài thơ để dành tặng toàn thể quý thầy quý cô và toàn thể các anh các chị là học sinh thân yêu của mình ngày xưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị chúng ta sẽ dành tặng cho cô Xuân ạ. Một tràng pháo tay thật lòng nhiệt được không quý vị ơi? Và ban tổ chức có nhận được một món quà bất ngờ tiếp theo. Và em thì thật sự là ngày hôm nay thì rất là bất ngờ khi nhận được phần đăng ký trực tiếp của quý thầy và quý cô. Và xin được bật mí với toàn thể các chị trong ngày hôm nay thì để có món quà đặc biệt này thì em xin mời sự hiện diện lên sân khấu, đó là sự hiện diện của thầy Thịnh ạ, dạy môn toán ạ. Vâng. Xin mời thầy Thịnh ạ. Vâng, em xin mời thầy ạ. Và món quà đặc biệt sẽ là một ca khúc Đi Cùng Năm Tháng ạ. Vâng. Với chất giọng truyền cảm, lời ca ngọt ngào của thầy Thịnh và cô Xuân trong ngày hôm nay. Vâng ạ, chưa một lần xong ca, chưa một lần khớp nhạc. Vâng ạ. Xong ca nhiều rồi ạ. Xong ca nhiều rồi. Vâng, ngày hôm nay ạ. Vâng. Cô ơi, ngày hôm nay thì cô cùng thầy ạ. Vâng. Với nhạc phẩm ca khúc Dặm Trăm Bầu ạ. Một tràng pháo tay thật lòng nhiệt quý vị ơi, xin mời cô ạ. Cô cứ đưa bài thơ cho em ạ. Em chuyển không ngờ lại bị bắt cóc lên trên sân khấu. Thế thì những ngày vui hôm nay thì trước hết là xin kính chào và chúc sức khỏe tất cả các thầy các cô, chúc các em khóa 99202 khóa 1 của trường Thần Lành số 3 ngày càng phát triển, nhưng có thật nhiều xe nữa vào, nhưng tôi nhìn thấy ít xe lắm nhé, là sao nhiều xe vào còn nhiều đây. Và cái ngày vui hôm nay thì hát tặng cùng cô Xuân một bài hát bài tủ của chúng tôi đấy. Chúng tôi trước đây vẫn lên sân khấu hát ở trường số 3, hôm nay hâm lại một chút. Ngày xưa là anh em mình hát ở trên giảm hát các cái dịp mà 20 tháng 11 rồi là khai giảng. Thế thì hai thầy cô vẫn chỉ có mỗi bài, và đến bây giờ vẫn chỉ có mỗi bài thôi. Bây giờ thì không bằng xưa.
Vâng ạ, xin phép được hỏi quý thầy quý cô cùng toàn thể các chị trong ngày hôm nay. Quý vị thấy nhạc phẩm song ca vừa rồi của thầy Thịnh dạy môn toán và cô Xuân dạy môn văn, sự kết hợp có tuyệt vời không ạ? Phải nói thật với quý thầy quý cô cùng toàn thể các chị, nếu mà em cùng với chị Thu Thúy ngày hôm nay mà không xem trực tiếp là cứ tưởng là đang bật băng ạ. Và tại vì phần thể hiện của thầy và cô rất là tuyệt vời, mặc dù chưa được khớp với nhau bao giờ, nhưng mà ca khúc Dặm Trăm Bầu rất là thành công. Món quà tinh thần của thầy và cô xin được gửi tặng toàn thể chương trình trong ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban tổ chức xin gửi tới quý thầy quý cô lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Để tiếp theo chương trình và tri ân thầy cô, sau đây xin mời bạn Nguyễn Xuân Huyên thay mặt các bạn học sinh khóa 1999-2002 lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Xin trân trọng kính mời bạn. Các thầy, các cô kính mến, kính thưa tất cả các bạn cựu học sinh niên khóa 1999-2002. Thời gian trôi đi thật là nhanh, 20 năm qua của trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3. Hôm nay từ khắp mọi miền của đất nước chúng ta gặp mặt về đây để kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Xin được thay mặt cho các cựu sinh học sinh niên khóa 1999-2002 trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3 có mặt trong chương trình ngày hôm nay, trân trọng kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc cao quý của mình. Năm tốt nghiệp ra trường, về đây ôn lại thân thương một thời, dẫu cho vật đổi sao rời, tình thầy nghĩa bạn suốt đời sáng trong. Kính thưa quý thầy cô và tất cả các bạn, hôm nay chúng em về lại trường được nhìn thấy ngôi trường Thuận Thành số 3 rất là khang trang, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhớ lại thời gian chúng em học tập của khóa 1, phần nhiều là những dãy nhà cấp 4 đơn sơ, cơ sở vật chất thì còn nhiều khó khăn. Và khi về đây chứng kiến sự phát triển của nhà trường, chúng em đều rất tự hào và hạnh phúc. Đặc biệt trong ngày trở về, chúng em được đón nhận rất là nhiều tình cảm quý mến của thầy cô dành cho chúng em, ấm áp như thời xưa. 20 năm qua đi, những năm học được các thầy cô dạy bảo cũng đã trưởng thành, hiện nay sinh sống và làm việc trên mọi miền của đất nước. Nhưng dù sinh sống ở đâu, làm việc ở đâu, chúng em vẫn luôn ghi nhớ. Nhờ công ơn thầy cô tận tình dạy bảo, chúng em mới có được ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp, các bạn đều lựa chọn cho mình những con đường đi riêng, mỗi người một ước mơ, một khát vọng. Người thì vào bộ đội, người công an. Nhiều bạn thì nay đã thành những thầy cô giáo mẫu mực. Có bạn thì làm những doanh nhân thành đạt. Nhưng trong trái tim của tất cả chúng em luôn đau đáu nhớ về mái trường, nhớ về thầy cô và bạn bè với nhiều kỷ niệm rất chi là tốt đẹp. Kính thưa quý thầy cô và tất cả các bạn, ngày hôm nay rất nhiều bạn ở xa nhưng đã thu xếp công việc tham dự, có rất nhiều bạn tha thiết về nhưng vì một số những cái lý do khách quan, chúng ta hết sức thông cảm cho các bạn. Mong rằng những lần gặp 25 năm, 30 năm, chúng ta sẽ được tề tựu về đây đông đủ hơn. Và chúng em rất vui mừng khi thấy nhiều bạn thường xuyên giữ liên lạc với lại các thầy cô. Thông qua các bạn, chúng em biết sau khi tốt nghiệp, thầy cô vẫn luôn quan tâm và động viên chúng em. Chúng em cũng rất chi là xúc động hôm nay có mặt tại đây. Các thầy giáo chủ nhiệm, các cô giáo từng giảng dạy, các thầy cô đã nghỉ hưu, các thầy cô đã chuyển nơi công tác mới, nhưng tất cả vì học trò thân yêu của mình đã có mặt chung vui tại đây với chúng em. Xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý thầy cô. Kính thưa thầy cô và các bạn, 20 năm qua đi,
các thầy cô vẫn đang miệt mài gắn bó tâm huyết với công việc trồng người cao quý của mình. Có nhiều thầy cô sau khi hoàn thiện nhiệm vụ đã nghỉ hưu. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hội khóa 1999-2002 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày trở về để chúng em bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các thầy, các cô, những người luôn tận tâm dạy bảo chúng em, và là dịp bạn bè gặp lại sau 20 năm để cùng nhau ôn lại những năm tháng mang đầy kỷ niệm của tuổi học trò, hồn nhiên, trong sáng, sôi nổi, nghịch ngợm nhưng ngập tràn tình thân yêu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bạn bè ngỡ vừa hôm qua, 20 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu. Hè này hẹn gặp lại nhau, thầy xưa trường cũ bạn đâu nhớ về. Mong rằng sau buổi gặp ngày hôm nay, tất cả chúng ta, những cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3 niên khóa 1999-2002 sẽ thường xuyên liên lạc, đoàn kết, yêu thương nhau nhiều hơn, cùng nhau xây dựng tập thể khóa ngày càng vững mạnh, ngày càng phát triển. Để rồi sau 25 năm, 30 năm và lâu hơn nữa, mỗi khi chúng ta trở về mái trường xưa, được sống trong vòng tay yêu thương chờ đón của thầy cô và bạn bè. Kính thưa quý thầy cô, tất cả chúng em sẽ luôn ghi nhớ khắc sâu những lời dạy bảo của các thầy cô, nguyện sẽ cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, sống tốt hơn, xứng đáng hơn với niềm tin yêu mà các thầy cô đã gửi gắm cho chúng em. Và để có được chương trình như ngày hôm nay, 20 năm ngày trở về đầm ấm, thắm đượm tình thầy cô, bạn bè, chúng em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, của tất cả các thầy cô, đặc biệt là thầy hiệu trưởng nhà trường. Và cũng xin chân thành cảm ơn các bạn trong ban liên lạc, các khóa đã hết sức nhiệt tình, trách nhiệm, đã dày công chuẩn bị giúp chúng ta có được buổi gặp mặt ngày hôm nay rất là vui vẻ. Và xin trân trọng kính chúc quý thầy cô và tất cả bạn bè luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Quý thầy, quý cô đã tạo điều kiện cho chúng em được tổ chức chương trình ngày hôm nay tại ngôi trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3. Và cũng xin báo cáo tất cả các anh các chị, để có được chương trình ngày hôm nay thì em phải nói thật là ban tổ chức và ban liên lạc cũng rất là vất vả, cố gắng hết mình để chuẩn bị có sự chu đáo nhất cho chương trình ngày hôm nay. Nhưng trong chương trình chắc chắn rằng không thể nào thiếu được phần thiếu sót nho nhỏ, thì rất mong rằng tập thể quý thầy quý cô cùng tập thể các anh các chị dành tặng và cảm ơn ban tổ chức, ban liên lạc của hội khóa một tràng vỗ tay động viên tinh thần được không ạ? Và xin cảm ơn lời chia sẻ phát biểu rất là tuyệt vời và đặc biệt là tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc của anh Huyên trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì ban tổ chức có nhận được lời chia sẻ rất là trân trọng của anh Huyên là được trở lại mái trường ngày hôm nay. Thì cá nhân anh đúng không ạ, có một món quà rất là trang trọng, đó là 20 xuất quà. Mỗi xuất quà là trị giá 1 triệu đồng, tương ứng với 20 xuất quà là 20 triệu đồng ạ, dành tặng cho học sinh nghèo vượt khó phải không ạ? Và ban tổ chức xin mời đại diện ban giám hiệu nhà trường sẽ lên sân khấu để trân trọng nhận món quà của cá nhân anh Huyên ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn các vị ơi. Và em xin mời ban giám hiệu nhà trường ạ sẽ lên sân khấu nhận món quà rất là trang trọng của cá nhân anh Huyên. Vâng ạ, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Hiếu ạ, và bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường Trung học Phổ thông Thuận Thành số 3 để nhận món quà trang trọng của anh Huyên ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Với số tiền trị giá là 20 triệu đồng ạ, tương ứng với 20 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó ạ. Vâng. Thầy cô, ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các thầy cô trong khán phòng ngày hôm nay sẽ lên sân khấu nhận những phần quà nhỏ bé nhưng chứa được biết bao lòng biết ơn sâu sắc của học trò niên khóa 1999-2002 gửi gắm ạ. Xin mời ban đại diện, ban tổ chức, ban liên lạc của buổi gặp niên khóa ngày hôm nay lên sân khấu tặng
quà và hoa cho các thầy cô ạ. Xin trân trọng kính mời các thầy cô ạ. Dạ vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tập thể quý thầy, quý cô sẽ cùng hiện diện lên sân khấu trang trọng ngày hôm nay để cho ban liên lạc, ban tổ chức hội khóa xin được dành tặng tới quý thầy, quý cô những món quà và những bó hoa tươi thắm trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Thời gian có đổi thay, tháng năm có phai,
ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp. Giờ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng. Ngày thơ ấu ta vui chơi dưới sân trường, nhưng giờ đây xa nhau mất rồi bạn thân ơi. Chớ còn lại mình ta trong nỗi nhớ.